IELTS là một trong những chứng chỉ quốc tế đánh giá khả năng tiếng Anh của các bạn học sinh, sinh viên. Chứng chỉ này là yêu cầu cần thiết khi các bạn đăng ký đi du học Úc hay bất cứ quốc gia nói tiếng Anh nào khác. Vậy du học Úc cần IELTS bao nhiêu? Hãy cùng các chuyên gia tư vấn du học GSE tìm câu trả lời cho vấn đề này nhé. Vì sao du học Úc cần IELTS? Chúng ta biết rằng Úc là quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức vì vậy nếu bạn quyết định du học úc có nghĩa là bạn sẽ phải sử dụng tiếng anh trong suốt quá trình học tập và sinh sống tại đây với lý do này chứng chỉ ielts là một trong những yêu cầu bắt buộc để các trường cũng như đại sứ quán nhận biết được trình độ ngoại ngữ của bạn cũng như khả năng bạn có thể học tập tốt tại úc hay không việc chuẩn bị sẵn chứng chỉ ielts cao khi du học sẽ giúp các bạn học sinh sinh viên dễ dàng xin nhập học tại các trường trung học phổ thông cao đẳng hay đại học tại úc bên cạnh đó khi có chứng chỉ ielts đạt yêu cầu việc xét visa du học úc của bạn cũng sẽ nhanh hơn khá nhiều bởi nó đóng vai trò như một bằng chứng về nhu cầu học tập và mong muốn phát triển thực sự của bạn tại xứ sở chuột túi đặc biệt với những bạn có khả năng tiếng anh tốt chứng chỉ ielts đạt điểm số cao cơ hội nhận các suất học bổng du học úc hay những hỗ trợ về tài chính khi theo học tại đây sẽ lớn hơn rất nhiều đây sẽ là động lực lớn giúp các bạn quyết tâm hơn nữa trên con đường chinh phục tri chi thức của mình cuối cùng việc có chứng chỉ ielts tốt cũng đồng nghĩa với việc các bạn đã có một trình độ ngoại ngữ nhất định giúp các bạn nhanh chóng làm quen và hòa nhập với cuộc sống mới hãy tưởng tượng nếu như khả năng tiếng anh của bạn không tốt bạn sẽ khó khăn thế nào khi chỉ có một mình ở một đất nước xa xôi thiếu vắng người thân du học úc cần ielts bao nhiêu du học úc cần ielts bao nhiêu luôn là vấn đề lo lắng của nhiều bạn học sinh Sinh viên khi tìm hiểu và làm hồ sơ du học Úc, mỗi trường đại học, mỗi ngành học sẽ có yêu cầu cụ thể về điểm IELTS đầu vào, vì vậy các bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi gửi hồ sơ. Tuy nhiên, vẫn có mức IELTS chung quy định cho học sinh, sinh viên khi du học Úc, các bạn có thể tham khảo như sau.